Xin chào cả nhà Hôm nay gia đình mình họp hội mọi người đi dự lễ bu vi của em gái hàng xóm mình Và hôm nay là ngày chính tổ chức lễ họp mặt bên ba mẹ nhà trai và ba mẹ nhà gái Và tổ chức lễ <laughs> bu vi cho hai bé Thì đây là khung cảnh của buổi À, làm lễ chính quan trọng và mọi người à, ngồi ở dưới chúc mừng và cô dâu chú rể đứng trên sân khấu làm lễ trước để giới thiệu đến mọi người và cô dâu chú rể và ba mẹ nhà trai ba mẹ nhà gái đang tổ chức cắt bánh kem và gót tiệc mừng thì À, hai bé đã quen nhau từ rất lâu và bây giờ được ba mẹ hai bên à, à, yêu thương và chấp nhận lễ à, đính hôn cho hai bé và tổ chức lễ à, đính hôn à, cho hai bé và giới thiệu đến mọi người bạn bè hàng xóm và đây là buổi lễ chính à, ngày thứ hai của hai bé à, buổi lễ diễn ra trong ba ngày ngày thứ nhất là tổ chức tiệc ăn mừng ngày thứ hai là tổ chức tiệc làm lễ chính ngày thứ ba là tổ chức tiệc đưa dâu về à, ra mắt gia đình bên nhà trai thì hai bé đã gót rượu mừng và ăn bánh kem và đây là khung cảnh à, đọc những lời chúc à, những lời mừng và những lời dạy của hai bên cha mẹ và à, đến mọi người và đến hai bé thì mọi người đang tổ chức làm lễ quay phim chụp hình và giới thiệu những điều hạnh phúc tuyệt vời của hai bé đến mọi người và hai bên gia đình thì hai bé là à, cùng xã cùng tỉnh cho nên đã quen biết đã biết nhau từ rất lâu cho nên đã rất hiểu nhau thì đây là đám cưới của à, xã Tấn Mỹ tỉnh huyện chợ mới tỉnh An Giang là tất cả đang dựng dựng sẵn sự kiện và tổ chức và mọi người đã được chuẩn bị sẵn và những lời chúc rất hạnh phúc thì bên nhà trai là ba mẹ chồng bên nhà gái là ba mẹ vợ đã được liên kết với nhau đã được À, giới thiệu đến nhau và bạn bè của hai bên cho nhau và bà con dòng họ hai bên cho nhau và rất hạnh phúc mọi người có những bà con dòng họ mới và có nhiều bạn bè mới và có nhiều à, điều tốt mới công việc mới rất hạnh phúc hai bé rất hạnh phúc vì được ba mẹ đã chấp nhận cho hai bé yêu thương nhau và hai bé à, à, rất tuyệt vời vì đã à, được ở bên nhau và về cùng gia đình đây là phía trước của buổi tiệc chúc mừng có những phụ dâu đang quản lý khách mời và quản lý thiệp mời và cổng vào là rất nhiều hoa đèn bướm lời chúc thì dương và ngọc phú là mọi người đến để chúc mừng bà con dòng họ bên nhà trai, bà con dòng họ của bạn bè, bà con chồm sớm, bạn bè lâu năm, bạn bè mới. Thì tiệc diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày là rất nhiều người và à, diễn ra liên tục mọi người làm việc liên tục và họp hội họ liên tục, chúc mừng liên tục rất hạnh phúc có biểu diễn uh, uh, sân khấu ca sĩ và hát nhạc thì uh, cổng vào lễ chúc mừng rất nhiều hoa uh, rất uh, đẹp và sang trọng uh, nổi bật giữa một khung cảnh và uh, mọi người đến đây uh, ăn mặc sang trọng trang điểm uh, trang sức thời trang và họp hội mọi người Mọi người là những gia đình khác nhau và những công việc khác nhau và những nơi khác nhau nhưng luôn yêu thương giúp đỡ nhau và hội hợp với nhau và liên kết những dòng họ mới, bà con mới, bạn bè mới. À, mỗi năm là trong à, tỉnh có rất nhiều người kết hôn à, thì mỗi mỗi khi các bé kết hôn là sẽ có bà con dòng họ mới yêu thương giúp đỡ nhau rất hạnh phúc thì uh, mỗi ngày mình đã quen những uh, bạn mới và bà con dòng họ mới uh, thì càng ngày càng đông hơn và mình rất hạnh phúc uh, công việc liên tục sự kiện liên tục chúc mừng liên tục uh, và những điều tốt liên tục gia đình mình và mọi người uh, yêu thương nhau rất hạnh phúc thì đây là uh, toàn cảnh chúc mừng lễ hội uh, đám cưới bên nhà gái ba ngày liên tục và mọi người rất đông mọi người làm việc ở sài gòn ở cao lãnh ở long xuyên và ở đồng tháp đều hội họp về mọi người đi là cùng cha mẹ ông bà con cháu rất đông thì mỗi người làm một thành phố khác nhau thì sẽ giới thiệu những điều tốt ở những nơi khác nhau cho nhau và giúp đỡ nhau rất hạnh phúc và tuyệt vời mọi người liên kết tình thân bà con dòng họ nhà trai bà con dòng họ nhà gái bà con dòng họ của bạn bè cho nên mọi người rất nhiều bạn bè và ở bạn bè ở khắp mọi nơi thì đây là mẹ mình ăn chay và những cô chú ăn chay tiệt đãi những mâm chay và những mâm mặn cho những người ăn chay và cho những người ăn mặn tất cả đều quá tốt thì cô dâu và chú rể là được mọi người yêu thương nên rất hạnh phúc mọi người quay phim chụp hình À, cô dâu chú rể là đi vòng à, quanh các bàn để chào mọi người và chụp hình lưu niệm thì cô dâu chú rể là à, nhà gần nhau à, à, chung quyện cho nên đã hiểu nhau và mọi người là quen biết nhau từ xưa Bà con dòng họ bên nhà trai nhà gái nên rất thân thiết và yêu thương giúp đỡ nhau thì gia đình mình là à, à, rất à, gia đình mình rất đông à, anh chị em ông bà cha mẹ nên bà con dòng họ xa rất đông và bạn bè rất đông luôn liên kết với nhau luôn giúp đỡ nhau và luôn hiểu nhau và đây là đây là à, gia đình bạn bè của mình mỗi mỗi khi bạn bè của mình mời đám cưới là gia đình mình quen thêm rất nhiều bạn mới và rất nhiều điều tốt mới rất nhiều uh, uh, nơi mới và rất nhiều uh, hạnh phúc thì uh, bạn bè rất nhiều uh, thì sẽ có nhiều việc tốt liên tục uh, rất tuyệt vời và rất tốt thì đây là toàn cảnh lễ hội của đám cưới huyện chợ mới tỉnh An Giang. À, mình xin lưu lại những khoảnh khắc. À, mỗi khoảnh khắc là những nhân vật tốt, à, những nhân vật tuyệt vời. và đây là bạn mình và à, chị dâu của bạn mình, gia đình mình rất thân với nhau từ nhỏ nên mọi người càng ngày càng liên kết nhiều hơn và thân với nhau nhiều hơn. Thì ca sĩ đang diễn những biểu diễn hát lời chúc. Mọi người đang họp hội sự kiện cùng nhau bàn bạc những công việc tốt, những điều tốt, hỏi thăm và giao lưu và yêu thương giúp đỡ nhau và chia sẻ những điều tốt cho nhau thì người người lớn là ngồi một bàn người người nữ ngồi một bên người nam ngồi một bên người trai ngồi một bên thì mọi người đến đây rất hạnh phúc và tuyệt vời Cô dâu được tặng rất nhiều trang sức vàng 24 Rất nhiều nên rất sáng và nổi bật giữa mọi người Mọi người luôn mặc trang phục sang trọng trang điểm Trang sức rất hạnh phúc và rất sang trọng tuyệt vời Mọi người có những à, công việc khác nhau ở những nơi khác nhau nhưng hội họp về trong 3 ngày quan trọng. Thì mình xin lưu lại những khoảnh khắc hội họp mọi người trong lễ vui vi à, đính hôn, kết hôn để à, để lưu lại những khoảnh khắc chúc mừng, những khoảnh khắc tuyệt vời của mọi người. À, cảm ơn các bạn. thì tổ chức tiệc cưới là à, sẽ dựng cảnh và chuẩn bị đồ ăn thì mọi người đã được gửi, gửi thiệp và đến đúng giờ đây là những à, anh trai mình trong xóm rất đông rất nhiều đây là những gì mình bà mình À, đã ở cùng nhau từ xưa đến nay, thì đây là toàn cảnh à, bà con dòng họ bạn bè nhà nhà gái rất đông, từ tổ chức từ sáng đến chiều, đây là anh mình và chị mình và bạn mình thì Dương Ngọc Phú à, mọi người đến à, quay phim, chụp hình à, và hội họp mọi người, bạn bè. Cô chú, ông bà, cha mẹ, con cháu đều đến để được chào hỏi và giới thiệu. Thì mọi người chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau rất tuyệt vời các cháu bé được yêu thương các người lớn được tôn trọng các người nhỏ được chỉ dạy rất tuyệt vời những người nam ngồi với nhau rất sang trọng và quý giá những người nữ rất tuyệt vời và hạnh phúc tiệc cưới những ánh đèn pha lê, những đèn chùm pha lê, thủy tinh, ánh sáng, hoa bướm, lời chúc lung linh tuyệt vời ánh sáng Mọi người là rất quen biết nhau nên rất hiểu nhau và rất yêu thương nhau liên kết tình thân là sẽ thân thiết với nhau nhiều hơn. Mình xin giới thiệu toàn cảnh đám cưới huyện chợ mới tỉnh An Giang đến mọi người để chia sẻ những điều tốt ở tỉnh An Giang đến mọi nơi. Vì mỗi tỉnh là những À, gia đình khác nhau nên những điều tốt khác nhau nhưng tất cả đều quá tốt thì à, mọi người là à, có à, những nghệ sĩ à, biểu diễn à, những âm à, à, nhạc và những người quản lý sự kiện sẽ chuẩn bị sẵn để cho mọi người và những món ăn rất ngon hải sản thịt cá hầm kho hấp chân nướng chiên xào và gỏi rất tuyệt vời những món chay dinh dưỡng thơm ngon thịt bò vịt quay gà nướng tôm mực Mệt quá. Cái clip này nó dằn dặt con mệt quá mẹ ơi.